Xin kính chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành. Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 23 tháng 12 hôm nay sẽ bao gồm những tin chính như sau. Israel tiết lộ một mạng lưới đường hầm lớn khác của Hamas dưới thành phố Gaza. Phát ngôn viên IDF cho biết Israel sắp bảo đảm toàn quyền kiểm soát hoạt động ở phía bắc Gaza. Quan chức Pháp kêu gọi tăng khẩn cấp nguồn cung cấp máy bay không người lái và pháo binh cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU vào cuối thập niên này. Hoa Kỳ cấm nhập khẩu hải sản từ Nga. Quan chức Mỹ kêu gọi Washington trừng phạt các quan chức Hồng Kông truy đuổi người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Can thiệp bầu cử, Trung Quốc bất ngờ đình chỉ nhượng bộ thuế quan đối với một số sản phẩm của Đài Loan. Những điểm kỳ lạ trước khi động đất xảy ra ở Trung Quốc. Hai thất bại lớn trong 10 năm ông Tập cầm quyền. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế ngày 23 tháng 12 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột, cà phê đồng minh rang xay mộc, Robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573. Xin trân trọng cảm ơn. Israel tiết lộ một mạng lưới đường hầm lớn khác của Hamas dưới thành phố Gaza. Thưa quý vị, theo lực lượng phòng vệ Israel tiết lộ rằng, họ đã phát hiện một mạng lưới đường hầm lớn khác của Hamas ở phía nam thành phố Gaza. Theo nguồn tin, mạng lưới này dài hàng trăm mét và bao gồm các phòng chỉ huy, kho chứa và khu nghỉ ngơi rộng lớn có điện, đường dây liên lạc và nước. Đường hầm được quân đội Israel tìm thấy sau khi lực lượng của lữ đoàn Yipta giao tranh với các thành viên của Hamas tại một khu nhà chính của Hamas ở thành phố Gaza gần bệnh viện Al-Quds. Israel cho biết họ đã tiêu diệt một số tay súng Hamas trong cuộc giao tranh và sau đó quân của lữ đoàn lính dù hoạt động trong khu vực đã xác định được một số trục đường hầm dẫn đến mạng lưới ngầm lớn. Các đơn vị kỹ thuật chiến đấu ưu tú sau đó đã đến để điều tra các đường hầm bên dưới khu phức hợp của Hamas. Kết quả cho thấy có nhiều cấp độ. Đường hầm sau đó bị công binh chiến đấu và sư đoàn 99 phá hủy. Chuyển sang một động thái khác. Phát ngôn viên của IDF cho biết Israel sẽ bảo đảm toàn quyền kiểm soát hoạt động ở phía bắc Gaza. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel đang tiến gần đến việc kiểm soát các hoạt động hoàn toàn ở phía bắc Gaza khi lực lượng này tiếp tục mở rộng hoạt động ở phần phía nam của dải Gaza. Trong một cuộc họp báo, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho hay Israel đang tiếp tục các hoạt động trên bộ ở Khan Yunis, đồng thời đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang các khu vực khác của dải, tập trung vào phía nam của khu vực. Ông nói rằng điều này xảy ra khi IDF đang ở giai đoạn kiểm soát hoạt động cuối cùng ở phía bắc Gaza. Quân đội đang chiến đấu với tiểu đoàn Hamas còn sót lại cuối cùng. Chuẩn đô đốc Hagari cho biết quân đội vẫn đang chiến đấu với Hamas ở các khu vực khác ở phía bắc Gaza, mặc dù với cường độ thấp hơn. Ông nói, chúng tôi gần như có toàn quyền kiểm soát hoạt động ở phía bắc dải Gaza. Chuyển sang những tin tức liên quan đến chiến trường Đông Âu. Quan chức Pháp kêu gọi tăng khẩn cấp nguồn cung cấp máy bay không người lái và pháo binh cho Ukraine. Trang tin của Thượng viện Pháp cho hay, các thượng nghị sĩ Pháp đã đến thăm Ukraine và kêu gọi tăng cường cung cấp máy bay không người lái, pháo binh và các thiết bị cần thiết cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong thông điệp, các quan chức Pháp viết rằng, phái đoàn của Ủy ban Thượng viện về Ngoại giao, Quốc phòng và lực lượng vũ trang đã đến thăm Ba Lan và Ukraine từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 để đánh giá tình hình nhân dịp 2 năm ngày Nga xâm lược đang đến gần. Đặc biệt, phái đoàn đã có cơ hội trò chuyện với Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, Bộ trưởng Quốc phòng Rustam Umerov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Igor Chokova. Một cuộc họp cũng được tổ chức với người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov để cung cấp thông tin chính xác về diễn biến của mặt trận và triển vọng trong những tháng tới. Cũng trong một thông tin khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU vào cuối thập niên này. Trong cuộc họp giao ban chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski nói Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xâm lược của Nga và trở thành thành viên của Liên minh châu Âu trong các đường biên giới quốc tế được công nhận vào cuối thập niên này. Quan chức ngoại giao hàng đầu Ba Lan đã lưu ý không quốc gia nào có quyền tấn công các nước láng giềng. Ba Lan rõ ràng đứng về phía nạn nhân và chiến lược của Warsaw đối với Kyiv vẫn không thay đổi.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói, Ukraine phải thắng cuộc chiến này, nhà độc tài Vladimir Putin phải thua cuộc. Ngoài ra trong các biên giới được quốc tế công nhận vào cuối thập niên này, chúng tôi muốn Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và là một đối tác quan trọng của Ba Lan. Trong một động thái khác, Hoa Kỳ cấm nhập khẩu hải sản từ Nga. Trang web của kho bạc Hoa Kỳ cho biết, hôm 22 tháng 12, Washington đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nga. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với hải sản cá hồi, cá tuyết, cua và cá minh thái do tàu Nga đánh bắt. Các hạn chế được áp dụng bất kể cá, hải sản và các sản phẩm phụ của chúng đã được chế biến hoặc chuyển đổi cơ bản thành một sản phẩm khác bên ngoài Nga hay chưa. Năm 2023, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tập trung vào các biện pháp ngăn Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Đặc biệt, Washington gần đây đã tăng cường các biện pháp chống lại các công ty giúp Moscow xuất khẩu dầu vượt mức giá trần 60 USD. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký sắc lệnh tăng cường trừng phạt đối với các tổ chức tài chính giúp đỡ Nga. Quan chức Mỹ kêu gọi Washington trừng phạt các quan chức Hồng Kông truy đuổi người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Thưa quý vị, mới đây, 4 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã cùng nhau gửi một lá thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken yêu cầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Hồng Kông khi chính quyền đặc khu này quyết định treo thưởng cho việc bắt giữ 5 nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, trong đó có một công dân và một cư dân Hoa Kỳ. Trong một lá thư gửi Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 19 tháng 12, dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Hạ viện về Trung Quốc cùng các dân biểu khác đã tuyên bố rằng tiền thưởng của cảnh sát Hồng Kông là ví dụ mới nhất về sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà lập pháp viết, những nỗ lực đáng kinh ngạc của chính quyền Hồng Kông nhằm đe dọa và bịt miệng công dân Mỹ tham gia các hoạt động chính trị hòa bình ở Hoa Kỳ là quá đáng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hành động nhanh chóng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm của hành động đàn áp xuyên quốc gia đáng trách này. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông tuyên bố vào ngày 14 tháng 12 rằng họ sẽ treo phần thưởng khoảng 128.000 đô la Mỹ cho việc bắt giữ một trong năm nhà bất đồng chính kiến, bao gồm Trịnh Văn Kiệt, Hoắc Khởi Cương, Thái Triều Vĩ, công dân Mỹ Hứa Tuệ Nhàn và cư dân Mỹ Tiêu Tổ Nhân, và buộc tội họ với nhiều tội danh bao gồm thông đồng với lực lượng nước ngoài như được định nghĩa theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Sau các cuộc biểu tình chống Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ dân chủ vào đầu tháng 6 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thực thi luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông vào năm 2020 để đàn áp người bất đồng chí kiến. Luật này được cho là đã có tác động ớn lạnh đối với thuộc địa cũ của Anh, dẫn đến sự xói mòn các quyền tự do của Hồng Kông. Dữ liệu cho thấy lượng người Hồng Kông di cư sang các nước khác tăng vọt, một số xin tị nạn. Theo Hội đồng Dân chủ Hồng Kông, một nhóm vận động có trụ sở tại Washington cho biết, tính đến ngày 1 tháng 7, ít nhất 253 người đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Các nhà lập pháp cho biết, Hoa Kỳ tin rằng luật an ninh quốc gia của Hồng Kông vi phạm một cách trắng trợn cam kết của Bắc Kinh trong việc bảo vệ quyền tự chủ và dân chủ của Hồng Kông. Kể từ đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chính quyền Hồng Kông làm tác nhân để xói mòn một cách trắng trợn các quyền tự do dân sự và chính trị của Hồng Kông. Hoa Kỳ không được làm ngơ trước Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đang mở rộng cánh tay đàn áp lâu dài của họ trên đất Mỹ và đe dọa quyền tự do của công dân sống ở Hoa Kỳ. Bà Tiêu Tổ Nhân hiện là nhà hoạt động ở Washington và là nhân viên của Viện Dân Chủ Quốc gia. Ông Trịnh Văn Kiệt là cựu nhân viên lãnh sự quán Anh, từng bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vào những năm 2019 vì tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Hứa Tuệ Nhàn là điều phối viên chính sách và vận động của Tổ chức Tự do Hồng Kông và được cấp quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2021. Bà bắt đầu tham gia các phong trào xã hội ở Hồng Kông khi mới 13 tuổi và bị chú ý vào năm 2019 khi viết bài báo có tiêu đề "Tôi đến từ Hồng Kông nhưng tôi không phải người Trung Quốc". Bà ca ngợi các nghị sĩ Mỹ đã đưa ra cuộc kêu gọi quan trọng và kịp thời. Bà Hứa cho biết số tiền thưởng dành cho việc bắt được bà và 4 người Hồng Kông khác cho thấy sự đàn áp ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các quyền tự do và quyền tự do dân sự, không chỉ ở Hồng Kông mà còn cả trên toàn thế giới. Bà Hứa nói, hành động đe dọa này chỉ là một trong nhiều báo cáo về hành vi đàn áp xuyên quốc gia và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồng Kông và những người bất đồng chí kiến trong và ngoài Trung Quốc. Bà Hứa kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện các bước để ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Trung Quốc trong phạm vi đầy đủ của luật pháp Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp đã nêu tên 6 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc
bao gồm trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam, ủy viên cảnh sát Hồng Kông Tiêu Vĩ Văn, công tố viên thành phố Dương Mạ Kỳ và giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Đồng Kinh Vĩ. Can thiệp bầu cử, Trung Quốc bất ngờ đình chỉ nhượng bộ thuế quan đối với một số sản phẩm của Đài Loan. Hôm 21 tháng 12, chính phủ Trung Quốc tuyên bố hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc đã vi phạm hiệp định khung hợp tác kinh tế xuyên eo biển, do đó quyết định đình chỉ nhượng bộ thuế quan đối với một số sản phẩm. Trước động thái trên, ngoại giới chỉ trích Bắc Kinh có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan thông qua các biện pháp kinh tế. Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, 12 nguyên liệu hóa chất thô xuất khẩu từ Đài Loan sang Trung Quốc bao gồm propylene và paraxylene sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Xuyên Eo Biển. Sau đó, bà Trung Phụng Liên, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, tuyên bố rằng hai bên eo biển Đài Loan có thể giải quyết các vấn đề quan hệ kinh tế và thương mại thông qua đàm phán trên cơ sở đồng thuận 1992. Theo tờ Liberty Times, liên quan đến tuyên bố trên từ phía Bắc Kinh, ông Ngô Sắt Chí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, một tổ chức tư vấn của Đài Loan, cho rằng việc Bắc Kinh đình chỉ một số dự án hóa dầu theo Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Xuyên Eo Biển rõ ràng là nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan. Ông Ngô chỉ ra rằng, theo quy định của Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Xuyên Eo Biển, nếu đình chỉ thì phải thông báo trước một tháng rồi đàm phán, nếu muốn thực hiện đình chỉ thì phải thực hiện sau 6 tháng. Do đó, việc Bắc Kinh đình chỉ bất ngờ và không có ý định đàm phán với Đài Loan là để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống. Chuyên gia tài chính Đài Loan Tạ Kim Hà đã đăng trên Facebook vào ngày 22 tháng 12 rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt nhượng bộ thuế quan theo Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Xuyên Eo Biển liên quan trực tiếp đến khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, Bắc Kinh chỉ sử dụng tỷ lệ rất nhỏ trong xuất khẩu của Đài Loan và ít ảnh hưởng đến Đài Loan. Tuy nhiên, những người thân Bắc Kinh ở Đài Loan sẽ ngay lập tức nhảy ra và cho rằng việc áp dụng thiếu Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Xuyên Eo Biển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp Đài Loan. Trên thực tế, đó là sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực lên chính phủ Đài Loan và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Trong một thông tin khác, những điểm kỳ lạ trước khi trận động đất xảy ra ở Trung Quốc. Thưa quý vị, trận động đất hôm 18 tháng 12 ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến 134 người thiệt mạng, 16 người mất tích, 980 người bị thương và phá hủy hơn 150.000 ngôi nhà. Về vấn đề này, một số cư dân mạng chỉ ra rằng sự cố tương tự như các cuộc diễn tập tại sân bay Vũ Hán trước đại dịch COVID. Nguyên nhân là trước đó, vào ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh Khẩn cấp thành phố Lan Châu đã tổ chức một cuộc diễn tập về sự cố mất điện quy mô lớn ở tỉnh Cam Túc. Mục đích là để cải thiện sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan của chính quyền thành phố để ứng phó với sự cố mất điện quy mô lớn. Hơn 130 người đã tham gia cuộc diễn tập. Nội dung diễn tập cho hay, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ở quận Tây Cố, thành phố Lan Châu với tâm chấn 10 km. Đồng thời, 8 đường dây truyền tải 110 kV và một trạm biến áp 110 kV của lưới điện Lan Châu tại khu vực cấp điện bị đứt mất điện. Việc cung cấp điện cho người dùng tại khu đô thị Tây Cố bị gián đoạn trên diện rộng. Có cư dân mạng cho biết, giống như họ đã biết trước điều đó vậy. Có người nói, không có gì trùng hợp đến thế cả. Một người khác bình luận, họ đang đào hố sâu để thử vụ nổ hạt nhân. Có người cho rằng, có lẽ họ đang thử nghiệm một loại vũ khí nhiệt hạch mới. Trước đó, có hình ảnh ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng lên bầu trời từ vỏ trái đất. Có người bày tỏ, đối với virus cũng vậy, chính phủ tiến hành diễn tập trước khi dịch bệnh bùng phát. Chế độ cai trị độc tài đã không còn giả vờ nữa. Ngoài ra, trước trận động đất còn có một số dấu hiệu khác thường. Mạng lưới phát thanh Trung ương Trung Quốc vào ngày 19 tháng 12 cho hay, trước và sau trận động đất ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, người dân địa phương phát hiện một số lượng lớn quạ tụ tập ở khu vực thành thị. Các video liên quan được lan truyền trên mạng gây sự chú ý và thảo luận của cư dân mạng. Một số người cho rằng việc quạ tụ tập là dấu hiệu của một trận động đất, nhưng một số chuyên gia cho rằng không có mối liên hệ cụ thể nào. Bên cạnh đó còn có video đăng trên mạng cho thấy vài ngày trước trận động đất, cư dân mạng Cam Túc đã chụp ảnh các vết nứt trên mặt đất và một lượng lớn khói bốc trắng liên tục bốc ra từ một ngôi làng nhỏ trên núi ở Lan Châu, cách tâm chấn động đất ở huyện Tích Thạch Sơn, Cam Túc khoảng 2 đến 300 km. Hai thất bại lớn trong 10 năm ông Tập cầm quyền. Thưa quý vị, gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số kế hoạch kích thích kinh tế, nhưng thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản vẫn tiếp tục sụt giảm. Họ cũng đồng thời tiến hành thanh lọc lĩnh vực tài chính. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao đã bị sa thải hoặc bị điều tra.
Bắc Kinh ban hành những chính sách trái ngược nhau. Sự vào cuộc của cơ quan an ninh trong quản lý tài chính và giá cổ phiếu làm dấy lên mối lo ngại. Liệu điều này có dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng hơn? Nhà bình luận tài chính Trịnh Húc Quang chỉ ra rằng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đã đạt được hai cuộc thoái trào lớn đáng kể trong thập niên qua. Trung Quốc đã và đang hướng tới nền kinh tế thị trường kể từ khi cải cách và mở cửa, nhưng hiện nay tốc độ tăng trưởng GDP của nước này đã giảm từ 10% trước đây xuống còn 6%, và kỳ vọng của cơ quan xếp hạng về tương lai đã giảm xuống còn 4%, tương đương mức lỗ 50%. Trương Hữu Quang hỏi, đây có phải là sai lầm của ông Tập Cận Bình? Ông tin rằng sự phát triển của tự do hóa cho phép mọi người có nhiều tự do hơn, bao gồm cả quyền tự do di chuyển và ra nước ngoài, và vốn có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Đối với Tập Cận Bình, điều này cho thấy quyền lực của đảng và nhà nước đang lung lay. Nhà bình luận tài chính Trịnh Húc Quang chỉ ra rằng, ông Tập Cận Bình thực sự đang đi về phía thiên tà, nhân danh cải cách và quay trở lại nền kinh tế kế hoạch và chế độ độc tài thời Mao Trạch Đông. Trong 10 năm cầm quyền, ông Tập đã bãi bỏ chế độ nhiệm kỳ và tập trung quyền lực trong tay, khiến những người tiền nhiệm phải kinh ngạc. Ngoài ra, chủ trương phân quyền, giao quyền và tối ưu hóa dịch vụ của ông Tập đã thực sự tăng cường kiểm soát, dẫn đến sức sống của nền kinh tế bị suy giảm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tĩnh trà của Tâm Xuân. Trà có vị đậm đà, ngọt sâu, nước xanh trong ánh vàng, mùi hương mật quyến rũ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.